Hello, xin chào tất cả các bạn đến kênh channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tựa game Genshin Impact nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là mỗi ngày thì mình thì thường làm những cái gì. Thì mỗi ngày thì thường mình vào đây để mình làm 4 cái nhiệm vụ hàng ngày các bạn. Thì mỗi ngày mình tốn game này cỡ khoảng 15 phút thôi. Thì mình có thể làm được nhiệm vụ hàng ngày rồi các bạn. Đó. Thì cũng rất là đơn giản, thì mấy nhiệm vụ hay lặp đi lặp lại các bạn. Thì nhiệm vụ này trước tiên là mình cứ phá vỡ những quả mập mạp các bạn, nó hiện ra mình phá vỡ thôi. Đó, hiện có thời gian quy định nha. Mình cần ba gần đến thôi là mình bấm chuột trái là tự động nó sẽ phá vỡ các bạn. Đó, đánh bại tất cả dị chủng biển sâu mình dịch xài dịch chuyển các bạn. Thấy không? Mình dịch chuyển ở gần đây. Đó, mình di chuyển gần đây để mình đến cái địa điểm, thì cái địa điểm mình cần đến nó sẽ có cột sáng nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy đó. Đó, nó có cột sáng. Đó, các bạn thấy cái cột sáng không? Đó là hướng mình cần đến cái địa điểm nhiệm vụ nha. Đó, thì cái địa điểm nhiệm vụ này ở đây thì nó có một cái thú vị đó là nó có đi thuyền các bạn. À, có đi thuyền nha. À, thuyền bữa nay không thấy đây ta. Đó, thuyền đây các bạn. Rồi. Mình xuất phát thôi. Đó, các bạn thấy không? Cảnh rất là đẹp luôn. Thì đây là cái thuyền. Mục đích của mình là đó, cái nhiệm vụ mình đến rồi các bạn. Mình đi một khúc mà đi thiền, mấy bạn biết ở cách đi thiền thôi. Đó, mình rơi xuống rồi nhanh. Đó, mình thật mấy con cá đó loạn các bạn. Những chủng biển sâu. Mấy cửa này là cá rồi, nó nói là cá rồi các bạn. Mấy con này là con cua mà. Cua con ốc là con cá nha. Nào thì chịu. Đó. Con mình mạnh lắm mấy bạn. Rồi đến đích trong thời gian quy định. Ok, trong thời gian quy định đây. Đây thì điểm không? Thì mình cần dịch chuyển đến gần đó thôi. Mình cũng không cần là đến đó đâu. Đây, chuyển lên đây nha. Xong mình bơi lại. Thì game này cái map dưới nước các bạn rất là đẹp nha. Game này map dưới nước là khỏi chơi nha các bạn. Dạ. Lên nổi này. Ok, lên nổi các bạn ơi. Rồi, mai là nhiệm vụ thôi. Nhấn quê thì nó sẽ hiển thị lên được cái nhiệm vụ mình làm đâu nha. Ở dưới nước á thì mình có khả năng bắn tốc độ các bạn, lướt chuột phải để bắn tốc độ nha. Đó, thì lướt lướt một lần là nó sẽ bắn một cái nha các bạn. Đây, nhiệm vụ nè. Mình phải bấm nhiệm vụ mở khiêu chiến. Rồi. Ra di chuyển các bạn ơi. 120 giây đích. Đó. Thấy không? Các bạn cứ tăng tốc hẳn vô hoặc là nhấn shift nha. Shift nó vẫn có thể tăng tăng tốc được các bạn. Đó. Vô mấy cái dòng này mình tăng tốc đúng tăng tốc luôn á, xoắn mấy cái xoắn là đó đẹp các bạn. Ở nhà mình thấy đẹp không? Đó, ở dưới biển là đồ họa đúng đỉnh luôn. Đó, hoàn thành mũi khác, hoàn thành khiêu chiến bao bờ địa mạch trấn thạch. Ok, mạch trấn thạch à, đây ở đây các bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Chúng ta cũng nhanh, cũng nhàn các bạn. Đấy, con mình chơi cũng quá mạnh rồi. Rồi, bắt đầu. Đó, nó sẽ dồn tấn công cái bàn thạch của mình nha các bạn. Đó. Mình cứ xài chiêu cuối thôi, thật lắm mà. Chứ con này là nha nha mấy bạn nó hóa ơi 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 ơi
feel this ancient power. Hóa hạch mấy con tướng khác các bạn. Hóa hạch tự lé thôi các bạn thấy không? Vàng cố luôn á. Rồi, ok. À, thằng quỷ khác nha các bạn. Xong mình về bên lãnh. Rồi, nó sẽ đưa mình về đến cái nơi gần nhất, cái hiệp hội gần nhất. Đó, hiệp hội nhỏ hiểm gần nhất, cái mình nhận hưởng quỷ khác mỗi ngày. Đó, là xong. Rồi bình thường á, mấy bạn hãy vô đây phái thám hiểm nè. Mỗi ngày mình phải vô mình phái tướng mình đi phám hiểm, thám hiểm để nó tìm được mảnh sắt nè. Với lại mảnh pha lê thì mấy cái này nó có công dụng rất là nhiều trong mấy cái việc như là cái rèn đó bạn. Rèn ha, dùm đến tiệm rèn đi. Nhớ là có cái tiệm rèn ở dưới. Nó tiệm rèn các bạn thấy không? Trên bản đồ mấy bên trái nè. Tiệm rèn. Đây đó, đây là một công dụng của cái đá màu xanh đó các bạn. Đó, hết đi. Rồi, xong mình rèn các bạn. Này, à, mình có 2700 mấy không? Cứ rèn mấy này thôi, bắt đầu rèn đó. Thì nó tốn nhiều mảnh pha lê các bạn. Mảnh pha lê này mình nhiều, mình làm vụ hàng ngày đầy đủ các bạn. Đó, thì game này thì nếu bạn nào có đam mê về anime nha thì chơi đúng đỉnh luôn các bạn. Thế giới này rất là đẹp luôn. Ở đâu đâu mình cũng thấy nó đẹp lắm các bạn. Kiểu là không có gì để chê luôn á. À đây, xin giới thiệu các bạn, đây là cái nhà của mình. Kiểu nơi tiên sống các bạn. Hơi bị đẹp nha, hơi bị đẹp nha. Này thì là cái vườn rau của mình á, vườn thuốc tiên á. Đó. Đó, thời gian mấy cái này là mình trồng lúa mạch đồ. Thì mấy cái này mình mua hạt giống là mua ở đây các bạn. This round tiền ngắm ra để mình mua đồ các bạn. Thì mình có thể là mua cái động tiên bách bảo nè, nó rất nhiều đồ thì trong nó có thực vật động tiên. Đó, này có rất nhiều là giống hoa nghê thường nè, nghê thường. Còn hồi nãy là mình trồng cái nước á, trồng cái nước á. Trồng cái nước là mấy cái túi mà màu sẫm sẫm nè các bạn. Đây. Hạt giống đuôi ngựa nha. Hạt giống đuôi ngựa nè. Thì nó có nhiều tên gọi rồi cũng có nhiều công dụng để mình nấu ra thức ăn xịn đó các bạn. Đó. Còn mấy cái này mua để trang trí. Kiểu vậy các bạn. If you ever have any question. Rồi. Này nhạc nền của mình nha, mình có thể đổi nhạc nền. Mặc dù nó trạng thái hiện tại. Này cũng ghép năng lượng các bạn. Rồi mấy cửa robot. Thì ở đây nè, có nhiều nhà của mình nè, không rồi thấy nha. Đó. Ở cái đền thờ, chưa có thần để thờ luôn. Mày thấy dưới này nè các bạn. Đó. Nó mặt trời này là mặt trời ở trong cái ấm nha các bạn. Đó, trong cái nắp ấm, đó. Đây là động tiên phúc địa của mình nha. À, bạn thấy đỉnh chưa? Động mình hơi đỉnh đó nha. Không đùa được đâu. Đó. À, bạn thấy cầu không? Cầu ánh sáng nha mấy bạn. Nào phải cầu nại hà nha. Mà bạn nào nói cầu nại hà là không được nha. Này mặc dù có mấy cái chữ ký tự của giống như của Phật môn rồi. Này giống chữ phạn quá ha. Không mình vẽ thôi các bạn. Mình vẽ để kiểu chữ phạn hay sao á. Đó, bạn đẹp không? Nếu mà mình nhảy xuống đây á, nó sẽ động dịch chuyển mình lên mé trên lại. Tại thế giới trong ấm này té không chết nha các bạn. Đó. Thấy không?
hay là mấy nơi mình nói chuyện giao dịch với bạn bè nè. Hiện tại thì có một bạn đã vào game này rồi. Thì dẫn mấy bạn đi tham quan không? Lên tới đỉnh với trên luôn các bạn. Mặt trời này đẹp không? Trời tính làm từ tiên lực của cái ấm à. Đấy, đỉnh thật sự. Động tiên phúc địa này phải nuôi trồng trọt hay cái gì cũng tốn mà. Rồi được cái nó đẹp nha. Đẹp thiệt. Này giống trong cái phim tiên hiệp các bạn. Này vừa kiếm hiệp vừa tiên hiệp luôn. Game Genshin này nó bao quát hết rồi. Có yếu tố thần bí. Map cũng rộng quá trời boss luôn. Boss cũng đủ loại đời hết. Thì mấy địa điểm này mình dịch chuyển được hết luôn nha các bạn. Mình dịch chuyển lên được để đi bộ cho nó vui thôi. Sơ sát mấy trên còn nữa hả mấy bạn đó. Đi quá trời luôn nè, mình đến đây đúng không, thì để mình đến là ở đây rồi nó phải dịch chuyển đó, dịch chuyển ở đây luôn các bạn hiểu không. Này cổng dịch chuyển giả bên này các bạn. Giường nho à, không phải cà chua quá trời cà chua luôn. Này chỗ này là cao nhất rồi đó, cao nhất của game này, của cái động thiên phúc địa nha các bạn đó. Thì trên đây là các bạn có thể nhìn toàn cảnh là không thấy được rồi, qua bên này mới thấy được toàn cảnh nha các bạn. Kiểu qua chỗ cầu thang á mới nhìn thấy mấy đảo kia. Ôi trời ơi, thấy gì luôn. Dịch chuyển cái cô đơn nữa bạn ơi. Đó. Thấy không? Đó, mình nhìn đây là mình thấy mấy cái đảo nãy các bạn. Mấy cái đảo nãy mình mới đi qua các bạn. Nhìn bao báp hết luôn á. Đây cao nhất rồi. Đó, các bạn thấy đường đi lên không? Đó, quá trời luôn các bạn. Này gọi là đảo nổi nè, cái đảo nổi. Úi, rồi xong luôn rồi, này mình thử các bạn, rớt xuống túc dưới nè. À, sâu quá là lát nữa là nó sẽ đưa mình ngược lên trên lại. Nha các bạn. Mất chích máu thôi, mình quay lại vị trí này mình nhảy xuống nè. Ok không mấy bạn? Đó. Này mình sắp xếp cảnh quan nè. Đó, mình tự tạo. Mấy bạn thấy này mình có sự trau chuốt về cảnh phong cảnh này giờ nó rất là đẹp rồi các bạn. Mình thấy vậy là ok rồi. Mình thoát ra, nên thoát ra và tiếp tục chuyến hành trình các bạn ơi. Giờ không có cách ghé thăm là không có bạn nào hết nha mấy bạn. Không có bạn nào hết. Thời gian tiên ngắm chu du ở lại còn 2 ngày bây giờ. Tiên ngắm sắp ra đi sao?
time with the Spinas taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Giờ mình tìm đại một chỗ nào đó đi, mình nghĩ là nó sẽ đẹp các bạn. Game này thì hầu như là tất cả địa điểm mình di chuyển đều có một nét đẹp riêng nha các bạn. Không có nào giống nào đâu. Trường Apalm nè, trường Apalm mình di chuyển vào đây nha. Trường Apalm. Đây là giống dạng khu rừng mưa nhiệt đới các bạn. Thấy khung cảnh ma mị không? Mấy thằng khứa thổ dân bên này các bạn. Như nó sống trong lều. Lều bằng lá nha. Đó. Ở giữa này là trung tâm của hòn đảo các bạn. Này là nguồn chứ duy trì sự sống cho hòn đảo nè. Đó, mấy cái điểm này để mình dịch chuyển vô các bạn. Đó, kiểu mình đó, mình có này là mình sẽ dịch chuyển được. Đó, mình dịch chuyển thẳng đi được, không có dịch chuyển nhanh đó các bạn. Mình quay cứ quay hướng mặt mình đúng hướng là nó sẽ tự động dịch chuyển nhanh vô. Đó, đây, đây là trung tâm đảo rồi. Ôi trời. Mình nhảy thôi. Yes. Bây giờ. Hay ghê chưa? Này xuống đất cái là bị nội thương luôn á. Đó. Đó. Mấy quái đi thương không các bạn? Mọi cũng te phết luôn á. Mà lại gần là nó xúc mình nha các bạn. Không giỡn đâu. Vậy chứ quýnh á. Dễ thương vậy chứ thương không dễ nha. Mà dê là chết luôn á. Lỡ quýnh nó phải quýnh mạnh nha. Quýnh dê dê là mình xong mạng luôn. Trên đây lâu lâu có mấy cái trái hiếm hiếm các bạn. Dạ. Này hẹp quá. Đó, thấy đẹp không? Này là trong khu rừng Apalm nha các bạn. Này trong khu rừng Apalm. Các bạn. Yeah. Chỗ hạt giống rồi các bạn. Chiêu phết. Ôi, nhìn cưng xỉu luôn á. Ở đây mình đổi nhân vật quen ơi. Đổi nhân vật này nó thích hợp với khu rừng hơn nè. Mình có con bé này là thích hợp với khu rừng này lắm nè. Dù mình không có up nó mạnh các bạn, nhưng nó rất thích hợp đi với khu rừng này. Đó, bạn thấy hòa hợp gì thiên nhiên không? Độ hòa hợp 100%. Lấy cái dâu các bạn. Dâu không? Còn quả Hara nhìn như dâu đó là. Trời, nhìn cưng phết. Trời, coi xinh nè. Xinh xỉu luôn. Giống mấy hình chibi vậy. Này gọi là long ly nè. Bé long ly. Đó, cái này thì đi dẫn các bạn đi ngắm cái rừng Apalm à. Ây chà. Ok. Tôi hỏi là à các bạn, tôi hỏi là nó giúp mình á. Đó. Đó thì mình đang đi là ở dưới cái lòng của cái đảo Apalm này nè, đi hẳn tới con boss nè các bạn. Đó. Ừ, để dẫn các bạn vô gặp con boss ha. Ở tới rồi đi nữa không sao.
Mọi người lên giúp đọc một cái rồi. Xỉu luôn rồi. Trời ơi. Toàn người tàn nhẫn á. Đã làm gì đâu mà hát thiệt chứ. Hold the line. Hồng áo bạn ơi. Dạ. Dạ. Bậy bậy bậy. Giật coi bạn ơi. Giật khiếp quá. Không làm gì mà giật ghê quá. Không lên xuống nước nha. Không tránh lại gần luôn. Dạ. Hơi trầm cảm rồi. Giật cũng nội thương bạn ơi. Bượm 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 rồi. Chạy. Nó dịch chuyển hẳn luôn các bạn. Đi hồi niệm luôn á. Đó. Đến rồi nè. Vô coi các bạn. Tại mình cũng xài hết năng lượng rồi. Nguyên tố đời sức nè. Đó là mình đang có con Nahida này đây. Chơi luôn các bạn. Con được rồi. Mình cũng hết điểm rồi. Đấy là hồi máu trước mày. Để con mình bay biến. Ok. Wow, chơi nữa bạn. U lời trời. A new punching bag. Wow, đây còn yếu không? Đúng yếu luôn. Mấy con bạn nào đây yếu luôn mày. Này có đường đi lên ta. Hết rồi nè. Dính bên cửa này mày ơi. Bên cửa này mới có đường đi lên nha. Vừa khó quýnh thôi. Mình bỏ con mạnh nhất mình vô rồi nè. Dạ. Láo à. Láo à. Trời là tinh linh khôn áo nè các bạn. Mọi người khắc chế. Mình thòi máu của mình rồi. Mình khét luôn. Dạ. Láo hả? Láo hả? Rồi, thòi máu đi. Láo mày. Ok bạn. Ở dưới chắc mình chưa nhặt cái này rồi, phải nhặt thôi rồi. Này sao quýnh ta. Ok. Này sao mở được nhỉ. Máu cho nhân vật của mình trước đó mày. Nó không thấm luôn nha mày. Mình vẫn cứ nên là bay lên trên trước tính mày. Dạ. Yeah. Gì đây. Đây bay lên nữa nè. Ôi chà, có đỉnh. Là cái gì ta? Kiếm cách phá dòng quá mày. Kiếm cách phá cái vòng tròn rồi đi. Không có xuyên vô được luôn nè. Cái rương báu của vòng đó mày. Yeah. Ok. Này dắt ra ngoài đúng rồi ta. À đây. Quake. Triệu hồi này được cái gì không ta? Triệu hồi vẫn không thấy tác dụng các bạn.
dòng lớn nhất vẫn còn nè. Thằng kia thì bay tuốt lên trời cao á, sao quýnh nó ta. Trời ơi, tôi bị đem cung rồi, nó xong rồi nè. Không đem cung nha. Ôi cay thiệt á. Dạ. Solidify. Tôi ấm ức lắm rồi nha, ấm ức lắm rồi nha. Đâu rồi? Tôi tuốt chở như trời. Cay thiệt chứ. Không phá được rồi này. Quá buồn. Đó thì sau khi làm mấy cái nhiệm vụ xong thì mình vô đây để mình lãnh quà bạn. Lãnh hết mấy cái cần thiết đó, để lên cái này mình nhận quà. Đó là xong kiểu một ngày thì cần như vậy thôi. Gà nhà thì cần ở với em này cỡ tầm 15 đến 20 phút là ok bạn. Không cần nhiều đâu. Khi nào các bạn thích vô đây ngắm cảnh vui vẻ thì lúc đó mới cần thôi bạn. Chứ bình thường khỏi. Rồi thì chứ. Thấy chưa? Chuyển tức thời. Mình mà dịch chuyển tới mấy cái địa điểm mà dạng dạng bạn nhìn khô cằn lắm nha. Nhìn hốc hác lắm. Nhìn ghê lắm kìa. Đó bạn nhìn đi. Nó chân thật đó không? Nhìn nó cổ đại, nó kiểu như nó cổ đại hồng hoang các bạn. À đúng rồi, mình sẽ chỉ các bạn cái địa điểm mình bắt tinh điệp nha. Thì lúc mà bắt tinh điệp á thì mình nên xài con này nè. Mình nên đổi nhân vật các bạn. Đổi một con nhân vật khác lên bắt tinh điệp nha. Để con mấy con tinh điệp không có chạy. Thì mình xài con này nè. Con Seiyu nè. Xô xỉ. Ok. Thì mấy bạn chịu khó thì lướt ra cuối cái map á mẹ. Đây. Cuối map đây, chỗ màu tím tím đỉnh Amakumo các bạn. Đây mình ở đây mình đặt cái điểm dịch chuyển bỏ túi á, mình tạo ra mình ghép ra cái điểm dịch chuyển bỏ túi. Đó. Cái mình để ở đây. Để mình bắt mấy con tinh lôi tinh đẹp nè các bạn. Bắt chậm là nó bay hết rồi bạn. Nó bay hết đúng không? Nó bay hết trơn rồi. Thì chơi chiêu các bạn. Để chơi chiêu. Bấm vô thử tuân thủ nè. Bấm thử tuân thủ. Xong mình out ra. Là nó sẽ hồi lại. Thì mình bắt bao nhiêu con á thì nó sẽ còn lại số lượng còn lại. Ngày bắt được 5 con hết các bạn. Chỗ này bắt được 5 con thôi là nó hết. Nó bay à, 4 con luôn á. Hôm nay nhiều tinh đẹp quá ta. Bình thường mình thấy có 5 con các bạn. Bắt được 5 con thôi. Này 60 con luôn á.
Nay ngày gì tinh điệp nhiều thế nhờ? Ok. Ôi, chết tiệt. Ừ, xích nữa à. Mình đã gần nó không bay bạn, mấy bạn đi con nhân vật khác á là nó sẽ bay nha. Thì trong cái chi tiết á của mấy con này nó có hiển thị nè bạn. Chi tiết của nhân vật. Đây. Chi tiết nè. À, thiên phú nè các bạn. Thì trong nè, trường phái nè, bí truyền yên lặng nè. Thì ở gần số sinh vật như tinh điệp sẽ không làm chút quản sợ nè, chứ không tin kinh động với động vật hoang dã đâu. Bắt thú hơi bị ok nha, giờ còn cái con thôi đó, còn lại mình bắt hết rồi. Lôi tinh điệp rồi phong tinh điệp rồi thủy tinh điệp, bắt lại các bạn đó. Ở đây chỗ này bắt lôi tinh điệp nha. Ok các bạn, còn mình là đích mình thì nhiều con nha mạnh các bạn, thì mình sẽ chọn cái nơi này để mình quýnh nè. Đây phía đông núi auto me quy các bạn. À, thành bang thác đỏ đây, chỗ này thì mình để mình đổi lôi tinh điệp á, mình ghép ra mấy cái viên nhựa cô đặc các bạn. Để mình vô đây mình đổi gấp đôi hòa quà tại tại chỗ này các bạn, thành bang thác đổ. Thì tùy người thôi, người nào có nham nhiều giống mình á thì mình nghĩ là cái ở đảo này là nó sẽ xả nhanh nhất các bạn, để xả năng lượng ha. Tích góp lại để mình đem vô mình đập đồ nâng cấp đồ nha. Đây, thánh dư vật của mình nè. Mấy cái này là mình chưa có nâng cấp full các bạn. Thì đánh mấy cái đó để dưới mình nâng cấp full mấy cái vật liệu này các bạn. Đó. 20 là full nha. Đó, thì đây giờ đang ban ngày nha, nhưng mà mấy bạn di chuyển chỗ khác có thể là đang ban đêm mấy bạn. Đúng có trò hết á. Thì nay là đang có cái vụ mà sự kiện các bạn, sự kiện giả kim thuật thăng hoa nữa các bạn. Thì chỗ này là để mình trồng trọt buôn bán đồ này, chỗ này lên trên mấy trên này là nơi mình sẽ trồng dược liệu các bạn. Nếu mà hết cái sắp thì còn đợi 2 ngày nữa thì mới mở lại cái chỗ mình làm giặc kim thuật các bạn. Thì mình nấu là nấu ở đây, hay nấu ở đây nha, nấu ở trong cái nồi này đã được nâng cấp rồi á, mình nâng cấp một lần rồi đó, nó lên 2 sao các bạn, 2 bông á. Đó, thì trồng cây để mình tạo ra mấy cái dược phẩm nằm đây nè. Mấy cái dược phẩm này mình chế bạn đó, ghê chưa. Mình bán đây nè, bình thường có nhỏ đây đứng bán giùm mình nữa bạn. Còn mấy cái chỗ mà để mình ở đây có nhỏ đứng đây phụ mình giao dịch nữa. Mình lỡ mình đổi đồ hay là mình mua mấy cái bình thì từ nó để mình buôn bán, nó có giá trị hơn đối với mấy cái sản phẩm các bạn. Kiểu làm tạo mới làm đẹp cái gì đó. Này thì giống ở Pháp rồi bạn. Đó, kìa, cảnh này. Nước hoa mình nghĩ nổi tiếng ở Pháp rồi. Nên là mình làm kiểu nước hoa Pháp. Nên là môi trường địa điểm bán là giao dịch ở Pháp này. Trời ơi. Có xe gió nè. Có xe gió đó, mình học ngữ văn cấp 2 là có Đông Quy Sô Tươi hả. Anh Hùng lấy cái cây rồi đâm vô trong cối xe gió rồi. Lấy cái giáo nha, cưỡi ngựa cầm giáo đâm vô điên thiệt sự. Là không quản sợ mà ta, mấy con vịt này vẫn chạy lúc vậy kìa, mày chạy đuối ta
xong rồi ha. Ủa, không có lạnh à. Trời ơi, cái này có khả năng chết đuối mọi người. Ủa, bắt. Yeah, cái chết vàng. Ờ, mình mới thấy. Kệ. Đây, bắt thử rồi. Đó, bắt cá bạn, bắt cá bằng cách bơi các bạn. Rồi, con này nó tiện cái là vậy các bạn, mới lại gặp mấy con quái nó không có phát hiện nha. Ok. Thì có ít hôm thì mình sẽ quay cảnh khác các bạn coi các bạn. Thì tạm thời mình giới thiệu sơ bộ qua về một vài cảnh kinh điển như cách bắt lôi tinh điệp. Đó, bắt lôi tinh điệp, địa điểm mình bắt lôi tinh điệp với lại thường mình vô hàng ngày là mình sẽ thỉnh thoảng làm những gì nha các bạn. Ok, thì clip này mình xin ngừng ở đây. Thì tạm biệt, chúc mấy bạn ngày làm việc vui vẻ. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like, một subscribe. Bye bye.